Thôn Phệ Tinh Không tập 35 đến 38. Lạc Phong tìm thấy một hang động để đồ đạc ở lại rồi tiếp tục ra ngoài theo dõi Lý Diệu. Lúc này đám người Lý Diệu vẫn đang miệt mài di chuyển, chẳng mấy chốc Lạc Phong đã áp sát bọn họ. Anh nhận ra lão ta đã thay đổi trang phục chiến đấu. Bên trong là trang phục hắc thần, bên ngoài còn mặc giáp chiến, mà giáp chiến không phải là cấp SS thì cũng là 9 hệ, cho nên muốn làm cho lão bị thương là rất khó. Lạc Phong buộc phải tiến lại gần hơn nữa, chỉ cần khoảng cách đủ gần thì đối phương sẽ không kịp trở tay. Uy lực của phi đao càng mạnh, bọn chúng vừa di chuyển vừa phát ra tần số sóng âm để thăm dò xung quanh. Khi khoảng cách đủ gần, anh lập tức động thủ. Điều không ngờ là phi đao lại đâm qua một con bướm nên vô tình gây ra động tĩnh. Lý Diệu lập tức điều động trang phục hắc thần bao bọc toàn thân ngăn chặn. Những người còn lại lập tức đuổi theo. Đầu tiên là ném lựu đạn vào trước mặt La Phong, làm gián đoạn phi hành rồi cùng nhau giáp công. La Phong sử dụng phi đao đẩy lùi ba người lại, sau đó điều khiển phi đao tiếp tục tấn công Lý Diệu. Anh không tin là mình không thể làm gì được lão ta. Vậy nhưng đáng tiếc là tất cả công kích đều bị chặn lại. Đúng như lời của quán Chu Hồng đã nói, phi đao của anh căn bản không thể xuyên qua. Ba tên chiến thần tiếp tục lao lên tấn công, buộc La Phong phải quay xe bỏ chạy. Bọn chúng ném ra nhiều lựu đạn chặn đường thoát. La Phong thừa cơ điều khiển mấy quả lựu đạn ném ngược lại vào mặt bọn chúng, đồng thời nhắm mục tiêu vào một tên chiến thần đứng riêng lẻ. Thực lực của hắn ta chỉ là chiến thần sơ cấp nên rất nhanh đã bị phi đao xé xác. Lý Diệu tức giận tấn công, La Phong hoàn toàn rơi xuống yếu thế và bị đánh cho sấp mặt. Một đòn đánh của lão có uy lực khoảng 1.000 tấn, gấp hơn 4 lần uy lực phi đao. Chênh lệch nhiều như thế, bảo sao anh bị đánh cho sấp mặt. Tên chiến thần mặc bộ chiến giáp màu đỏ là Bắc Nguyên Cương thi triển chiêu thức, huyễn hóa ra rất nhiều phân thân rồi lao lên tấn công. Uy lực phân thân không quá mạnh, vậy nhưng lấy nhiều đánh ít thì vẫn áp đảo được nam chính. La Phong nhanh trí dùng tinh thần niệm lực điều khiển tảng đá che chắn khỏi công kích chí mạng. Nhờ vào việc vận dụng thần pháp cấp hoàn mỹ thuần thục, anh rất nhanh đã tiêu diệt được hết phân thân rồi đánh trực diện với Bắc Nguyên Cường. Hai người cùng nhau đấu kiếm pháp kịch liệt. Lý Diệu ở bên ngoài vận dụng năng lực kéo dài cánh tay của trang phục hắc thần đánh lui La Phong. Thân thể đang bay ngược về sau thì đã bị tên chiến thần còn lại tập kích bất ngờ. Tuy La Phong đỡ được một chùy chí mạng, vậy nhưng cũng bị thương. Lý Diệu tiến lên định kết liễu La Phong thì bị Bắc Nguyên Cường ngăn cản. Bắc Nguyên Cường muốn anh phải tiếp được một chiêu của hắn. Đây là tuyệt chiêu cuối cùng. Thanh kiếm trên tay bốc lửa, hắn rút kiếm đánh ra một luồng kiếm khí cực mạnh. La Phong sử dụng phi đao ngăn cản, rồi bất ngờ ném thanh kiếm kết liễu Bắc Nguyên Cương. Thấy vậy, Lý Diệu cùng tên chiến thần còn lại tức giận tấn công. La Phong liên tục bị chèn ép. Anh sử dụng trọng thứ 4, cửu trọng lôi đao, đánh trực diện với Lý Diệu. Đáng tiếc là sức mạnh phòng ngự của trang phục hắc thần quá mạnh, chém vào đầu Lý Diệu cũng giống như đang chém vào cục sắt cứng rắn. Lý Diệu tiến hành phản công, La Phong buộc phải bỏ chạy. Trang phục hắc thần kiên cố không thể phá, cứ tiếp tục như vậy cũng không có phần thắng nên chỉ còn cách tạm thời tránh đi mà thôi. La Phong quay trở lại hang động chỉ thường, anh không ngờ rằng lão ta đều mạnh hơn mình về mọi mặt. Trang phục hắc thần lại có thể giúp nối dài cánh tay. Nếu không phải trốn nhanh thì mình bây giờ đã về đất mẹ rồi, đổi lại thì bọn chúng cũng thiệt hại mất hai chiến thần. Lý Diệu vô cùng phẫn nộ vì thất bại lần này. Lão ta chút giận lên Bắc Nguyên Cường, nếu không phải tên này đòi La Phong tiếp một kiếm thì chuyện đâu đến nước này. Thực lực La Phong đã mạnh mẽ hơn ngoài dự kiến, nếu không có trang phục hắc thần thì lão cũng không nắm chắc phần thắng. Bây giờ đã để lộ ra nhiều con bài rồi, chỉ còn cách sử dụng đến pháo laser mà thôi. Bản nãy giao thủ, phi đao của La Phong đã đâm xuyên một chiếc hòm. May mắn là linh kiện bên trong không bị hỏng hoàn toàn, còn có thể bắn được 3 lần. 3 phát bắn cũng tạm chấp nhận được. Mỗi một phát đều dễ dàng tiêu diệt chiến thần mạnh nhất. Lý Diệu yêu cầu nhân viên nhanh chóng lắp ráp. Cùng lúc này, một chiếc phi thuyền của võ quán cực hạn đang trên đường đi tới châu Úc. Ngồi trên phi thuyền là Dương Huy cùng một vị tuần sát sứ. Bọn họ đang nghe tin Lý Diệu mang pháo laser tới đối phó La Phong. Rất nhanh, vũ khí đã được lắp đặt xong. Nhờ vào radar, họ cũng phát hiện ra vị trí của La Phong. Trước mắt chưa thể phát động tấn công được. Mục tiêu đang ở trong hang động, mà ngọn núi lại có lớp nham thạch dày hơn 300 m. Trước khi bắn trúng mục tiêu, thì uy lực đã giảm gần như không còn rồi. Chỉ cần anh thò đầu ra khỏi núi thì có thể một phát giết chết. Sau khi tĩnh dưỡng, thương thế của La Phong cũng gần như khôi phục. Anh tiếp tục ra ngoài để thăm dò. Pháo laser bắn theo đường thẳng. Vị trí của anh đang bị gò đất bao bọc. Phải đi ra ngoài hoặc ngó đầu lên trên gò đất thì mới bắn được. Mọi thứ đã được lên đạn, vậy nhưng La Phong lại quá cảnh giác. Anh đoán ra mấy cái hộp mà bọn chúng mang theo chính là pháo laser nên vội vàng quay xe vào phút chót. Bởi vì phạm vi của súng có hạn, càng đi ra xa càng tốt. Anh quyết định tiến về phía con sông cách đó 3 km để lần trốn.
Nhìn thấy mục tiêu bỏ chạy ra xa, Lý Diệu lập tức yêu cầu phát động công kích. Đúng lúc này máy bay của Võ Quán Cực Hạn đã tiến lại gần. Bọn họ không thể sử dụng vũ khí trước mặt người của Võ Quán Cực Hạn được, cho nên Lý Diệu đành phải một mình truy sát La Phong. Máy bay hạ cánh, Dương Huy và Tuần Sát Sư đi xuống. Thực lực Dương Huy chỉ là chiến thần cao cấp, vậy nhưng thực lực của vị Tuần Sát Sư này lại trên cấp chiến thần. Dương Huy muốn tịch thu vũ khí. Không còn cách nào khác, bọn họ đành phải nghe lời hai vị cường giả. La Phong tiến vào sâu dưới lòng hồ nước, mục đích chính là khiến cho Lý Diệu không thể truy tung được. Tín hiệu từ radar cũng không thể thăm dò. Lý Diệu đành phải gọi điện về cho Junina để trợ giúp. Tuy tín hiệu rất yếu, vậy nhưng vẫn có thể phát hiện được vị trí. Tuy nhiên, La Phong lại có một nước đi vô cùng thông minh, đó là tắt đồng hồ truyền tin khiến Junina hết đường truy tung. Điều này làm cho Lý Diệu vô cùng tức giận. Lão phản xâm từ châu Âu xa xôi dẫn quân đến đây, vừa đến đã bị đánh cho thê thảm. Bây giờ ngay cả vị trí của La Phong cũng không tìm được. La Phong biết mình đã cắt đuôi được đối thủ, không nhất thiết chui xuống dưới lần trốn nữa, nên đi lên trên khỏi mặt nước. Vị trí đi tới là một nơi có sương mù dày đặc, không có bất kỳ số liệu địa chất nào trên bản đồ. Đột nhiên, nhiều dòng điện siêu cao áp từ dưới mặt nước xuất hiện tấn công. La Phong nhanh chóng bị trúng chiêu, cơ thể bị tê liệt rơi xuống hồ nước. Bên trong hồ nước là mấy con lươn điện khổng lồ. Nó nhanh chóng cuốn chặt nam chính, kéo anh xuống bên dưới. Cũng may anh kịp thời điều khiển phi đao giết chết thủy quái để thoát ra. Vậy nhưng vừa mới thoát được kiếp nạn trước mắt, thì kiếp nạn phía sau lại tới. Mặt nước bất ngờ chuyển động, hình thành một vòng xoáy bao vây La Phong. Hung thủ làm chuyện đó là một con quái thú khổng lồ. Thực lực tên thủy quái này không tầm thường, ngay cả phi đao cấp SS cũng chỉ miễn cưỡng phá nát lớp da của nó. Sau khi cắt đuôi được tên thủy quái, La Phong tiếp tục di chuyển và phát hiện giữa hồ nước có một hòn đảo. Sương mù trên đảo còn dày đặc hơn trên mặt hồ. Hồ nước xung quanh có vô số thủy quái, ấy vậy mà trên đảo lại quá yên tĩnh, không có bóng dáng một con quái thú nào cả. Để đi tới hòn đảo thì phải vượt qua hồ nước. Khắp nơi trong hồ đều có thủy quái mạnh mẽ, muốn sống sót là vô cùng khó khăn. Cho nên, La Phong chủ động mở đồng hồ truyền tin để dụ Lý Diệu đi tới đây. Đoán là có cạm bẫy, vậy nhưng vì sở hữu trang phục khắc thần, chỉ có cường giả trên cấp chiến thần mới có thể khiến lão bị thương được. Lý Diệu vô cùng tự tin, ai ngờ mới tới gần đã bị thủy quái công kích. Sau đó còn bị lôi điện tấn công, chỉ có điều trang phục khắc thần lại có cơ chế cách điện. Đột nhiên mặt nước dao động cuộn thành vòng xoáy, nhiều cái xúc tu phóng lên trên. Lý Diệu vội vàng bỏ chạy, đáng tiếc là tốc độ vẫn thua xa mấy cái xúc tu. Kết quả là bị tóm cổ kéo xuống dưới nước. Dù có trang bị hắc thần thì cũng bị đánh cho gãy vài cái xương. Lão ta bị ném lên đảo. Thủy quái dường như e sợ thứ gì đó trên hòn đảo nên không dám tiến thêm nữa. Thế là Lý Diệu may mắn thoát được kiếp nạn. Lúc này La Phong đang chậm rãi tiến vào sâu bên trong đảo để khám phá. Cây cối trên đảo vô cùng tốt, không hề có dấu vết quái thú nào. Càng như vậy thì anh càng nghi ngờ. Nếu bên ngoài là thủy quái, vậy thì trên hòn đảo lại là quái thú hay thực vật. Tiến thêm một chút, anh lập tức bị những cây hoa ăn thịt tấn công. La Phong vừa tránh né, vừa sử dụng phi đao cắt đứt cuống hoa. Tiếp tục đi vào bên trong, anh nhìn thấy 9 gốc cây liễu mọc cạnh nhau. Vậy nhưng vừa tiến lại gần thì đã bị nhiều cành liễu vươn ra tấn công. Chúng như những xúc tu vậy, liên tục quấn lấy nam chính. Độ dẻo dai của nó chỉ tương đương với chiến tướng cao cấp, nên La Phong dễ dàng chặt đứt. Tuy nhiên, thứ lợi hại thực sự đang nằm ở phía sau. Nhiều cành liễu màu vàng đột nhiên lao ra ngoài, đan thành một tấm lưới chặn đường thoát phía trước. Độ cứng rắn của nó vô cùng cao, La Phong phải dùng hết sức mới chặt đứt được một nhánh cây. Mấy chục nhánh cây khác nhanh chóng bao vây nam chính. Không còn cách nào khác, anh đành phải ghép 6 thanh phi đao thành một mũi khoan rồi đào xuống dưới mặt đất để chạy trốn. La Phong đào thông đến một cái hang động nằm sâu dưới mặt đất. Nơi này có một vài cái xác phi thuyền bỏ hoang, giống như rất lâu trước kia từng có người đặt chân tới đây. Về phần Lý Diệu, lão ta lần theo dấu vết cũng đi tới chỗ 9 cây liễu. Với sự hiểu biết của mình, Lý Diệu nhận ra những cây liễu này là thảo mộc chi linh. Mộc tâm ngàn năm của thảo mộc chi linh vô cùng quý giá, có tác dụng tăng tố chất thân thể còn hơn lòng huyết rất nhiều. Mộc tâm của gốc cây to nhất đạt tới tu vi vạn năm, có thể trợ giúp lão đột phá bình cảnh trở thành tồn tại vượt xa chiến thần. Dù rất muốn ăn trọn bảo tàng, vậy nhưng đáng tiếc, thực lực của mình không địch lại được gốc liễu thủ, cho nên Lý Diệu đành phải nhờ Junina thông báo cho gia tộc phái người tới chỉ viện. La Phong đứng từ xa nghe lén đã biết được toàn bộ ý định của Lý Diệu. Anh đào hầm trở lại lòng đất rồi thông báo cho Võ Quán Cực Hạn để bọn họ phái người đến đây. Người dẫn đầu chiến dịch lần này là Tạp Đặc Lan. Hắn ta mang theo hai người bằng hữu là Huyết Ảnh và Cự Hùng. Đám người trong gia tộc vô cùng bất mãn với việc hắn chỉ mang theo hai huynh đệ đến đó mà không cho bất cứ chiến thần nào của gia tộc đi theo.
Như vậy gia tộc sẽ chẳng biết bọn họ đã đạt được bao nhiêu thảo mộc chi linh cỏ. Tuy nhiên, tộc trưởng lại nhắc nhở mấy trưởng lão đừng có nhiều chuyện. Tạp Đặc Lan chính là người ưu tú nhất gia tộc. Thực lực của hắn càng mạnh, có nghĩa rằng gia tộc càng mạnh. Gia tộc bọn họ có thể có được địa vị trong liên minh HR, phần lớn đều dựa vào hắn nên đừng có mà nghi ngờ. Về phía võ quán cực hạn, sau khi nhận được tin tức của La Phòng, quán Chu Hồng liền phái Chu Hy Toàn Sát Sứ và Băng Sơn đến đảo Sương Mù thu hoạch thảo mộc chi linh. Dựa theo quy tắc phân chia, người phát hiện sẽ được hưởng 10%. Như vậy, La Phòng ít nhất cũng nắm trong tay một khối. Tuy chỉ có hai người, nhưng thực lực của Băng Sơn còn mạnh hơn Chu Hỷ. Nếu thực sự cần đến hắn ra tay, thì cục diện nhất định là rất tồi tệ. Đúng như dự đoán, người gia tộc Polena đi tới trước, La Phòng đứng phía xa âm thầm theo dõi mọi động tĩnh. Anh nhận ra tên cầm đầu có thực lực cao nhất trong số đám người này. Lý Diệu đem tình hình báo lại cho bọn họ biết. Tạp Đặc Lan cũng là tinh thần niệm sư. Sau khi dùng tinh thần niệm lực thăm dò, hắn ta cũng công nhận gốc liễu thù vườn rất mạnh. Mỗi một cành liễu đều dài khoảng 200-300 mét. Hắn sẽ một mình đối phó gốc liễu thù vườn, ba người còn lại thì tấn công những cây khác. Tạp Đặc Lan vào vị trí, không ngờ rằng tinh thần niệm lực của tên này đã cường đại tới mức có thể điều khiển 14 thanh phi kiếm cùng một lúc. Hắn nhanh chóng động thủ, liễu thù vườn phóng ra nhiều nhánh cây bao vây tên kia lại. Lúc trước, La Phong dùng hết sức mới chặt đứt được một cành liễu. Ấy vậy mà Tạp Đặc Lan lại có thể một phát chém đứt nhiều nhánh của nó. Hắn tiếp tục lao lên, sau khi tiếp cận đủ gần, liền ném ra hai thanh phi kiếm đâm vào thân cây, tạm thời áp chế được nó. Hai người còn lại cũng tranh thủ cơ hội động thủ. Dưới sự liên thủ công kích, một gốc thảo mộc chi linh nhanh chóng bị đánh ngã. Ngay sau khi mộc tâm bị tách ra khỏi gốc cây, La Phong liền sử dụng tinh thần niệm lực hút lấy. Tạp Đặc Lan cũng nhanh chóng sử dụng tinh thần niệm lực giữ mộc tâm lại. Hai người giằng co kịch liệt, mộc tâm bị đánh gãy lên không trung. La Phong vừa lao lên vừa phóng cành cây chặn đường bọn chúng rồi thừa cơ lấy đi mộc tâm. Đợi đến khi bọn chúng thoát ra thì anh đã chuẩn mất tiêu rồi. Tạp Đặc Lan vô cùng phẫn nộ, hắn không chê Lý Diệu, cho hỏi lão vì sao trước đó lại giấu giếm chuyện này. Đúng lúc đang căng thẳng thì tập phim đã hết rồi. Chuyện gì tiếp theo sẽ xảy ra, các bạn hãy đón xem nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.